Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube đồ nghề Nhật Bản của mình. Thì hôm nay mình sẽ lên sóng một số đồ nghề. Anh em xem có gì phù hợp thì liên hệ mình để đặt hàng ha. Thì đây là cái số điện thoại của mình 0385620885. Thì anh em vui lòng nhắn tin chốt ha, tại vì thường buổi tối mình ít có nghe máy được. Đó, thì giá cả ở đây là chưa bao gồm phí ship nè. Và mình không có ship COD. Thì anh em nào muốn ship COD thì anh em có thể mua của shop khác ha. Hoặc còn mình là một giao dịch trực tiếp, hai là chuyển khoản cho mình rồi mình gửi hàng. Địa chỉ là số 55 Song Hành, quốc lộ 52, phường Tân Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó, thì mọi thông tin giao dịch của mình nó rất là rõ ràng. Thì anh em vui lòng cứ thế theo đó mà làm. Rồi, đầu tiên cái mã số 1. Mã số 1 thì ở đây mình có một cái máy ép bọc ni lông. Máy ép bọc ni lông hãng Fuji. Điện 100V, công suất là 80W. Fuji, hàng nội địa của Nhật nha anh em. Đó, con này có chiều dài là 20cm thì giá của nó là 600. Đây ha, con này có chiều dài của cái miệng ép bọc là 20 nè. Ví dụ đường kính cái chiều dài ở đây là 20 nè anh em. Đó thì anh em sẽ được ép được cái bọc hay bọc ép được cái bịch là 20. Thì cái mặt bên trong cái nội thất của nó rất là đẹp nha anh em. Nguyên zin 100%, không có qua mông mái chỉnh sửa. Đây anh em có thể thấy ở đây. Đó, rất là đẹp ha. Nội thất bên trong nè, tất cả những cái này đều là zin nguyên con. Và đây là cái chỉnh nhiệt. Thì bây giờ mình sẽ ép cho anh em xem. Thì cái này cuối clip mình sẽ gắn lại nha anh em. Cái miếng này miếng đế, tại vì mình mở ra cho anh em coi. Thì ở đây mình có một cái bọc nó rất là dày. Cái bịch ni lông nó rất là dày ha. Nó dày hơn những cái bịch mà anh em đi chợ rất là nhiều. Mình sẽ xé cho anh em coi cái độ dày của nó. Thì khi mà mình cặp những cái bịch dày như vậy, anh em phải tăng cái nhiệt lên, tăng cái cấp nhiệt ở đây, thì khi đó anh em nó mới ép được nè ha. Tăng cái cấp nhiệt lên. Ví dụ mình để số 5 đi, mình test nha anh em. Nếu mà số 5 không được thì mình sẽ tăng lên, tại vì mình cũng chưa có test tới cái mức này. Đây rồi, đó thì đây đang ở số 5 nè. Cái đường bịch của nó rất là đẹp nha anh em. Và nó kín nha anh em, nó không có bị xé toạc đâu. Đó, khi mà anh em muốn xé là nó kín hết rồi đó ha. Anh em có thể thấy cái đường ấy nè. Cái đường ép nè, bây giờ mình sẽ cắt bớt đi, cắt bỏ đi, để mình ép tiếp. Ép tiếp cái đường khác thì đây. Đây là mình sẽ ép cái đường khác tiếp tục nè. Mình đang ở cái dải số 5. Thì cái này nó tùy vào anh em ép thôi. Đó, đây nha. Đó, rất là khít nha anh em. Nó không có bị hở, không có gì đó. Rất là kín. Và đây mình sẽ ép những cái đường khác thử. Đó, con này hoạt động bình thường nha anh em. Ép bọc ni lông. Đó, rất là nóng. Và cái đường ép của nó rất là chắc. Đó, cực kỳ chắc luôn nha anh em. Cực kỳ chắc, nó chỉ bị rách ở cái phần ấy thôi, mình giật thôi, chứ còn cái phần miệng ấy nó vẫn rất là kín. Đây nè. Thì khi mà tùy theo cái nhu cầu của anh em á, mà anh em có thể là tăng chỉnh ở cái mức này cho nó phù hợp ha. Tại vì đây nó sẽ có từng mức nè, 1 2 4 5 6 7. Đó thì anh em có thể về 4, về 3. Nói chung con này còn đẹp lắm ha. Nhạy, con này rất là nhạy. Rồi le này kia, timer hoạt động rất là tốt. Con này có giá là 600.000 nha anh em. Đó, điện là 100V, công suất là 260W và nhiệt độ tối đa là 80 độ C. Đó, rồi. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 ở đây thì mình sẽ có một cái cây kìm bấm cord lofter cỡ lớn ha. Cây này là made in the USA. Con này chiều dài tổng của nó là 27, anh em có thể coi ở đây. Để mình tháo cái đồng hồ ra cho đỡ nặng tay. Nặng tay quá. Con này thì đây, con này của hãng Lobster VC-275N. Thì con này cực kỳ đẹp, mới chưa sử dụng. Con này là made in USA nha anh em. Chữ made in USA sắc rất khắc rất là bén và sâu. Đó, con này Lobster nhưng mà sản xuất ở Mỹ. Thì cái con này á có giá là 1,1 triệu. Đây, và ở trên thân cây kìm á
những cái kìm chính hiệu thường nó sẽ có những cái số khắc ở trên này, những cái đời 199 mấy á, thì về sau những cái kìm này nó không còn sản xuất ở Mỹ nữa mà nó sẽ sản xuất ở Trung Quốc ha. Từ năm 2008 hay là 7 đổ đi á, thì nó những cái loại này nó sẽ không còn sản xuất ở Mỹ nữa. Đây ha, từ trên thân kìm hay này kia nói chung nó rất là liền. Và đây là mắc in USA. Thì con này cái công dụng kìm của nó là nó dùng để bấm những cái thép tấm vào với nhau. Anh em có thể thấy ở đây nè. Đó, và ở đây nó sẽ kẹp những cái tấm mà anh em cần, thép tấm hay là cái gì gì đó thì tùy anh em ha. Con này rất là đẹp. Con này là gọi là kìm kẹp chữ C. Con này có thể mở ra hết cỡ được luôn đó, tùy theo anh em muốn kẹp bao nhiêu. Để mình kẹp thử cỡ lớn lớn thử coi. Ha, con này còn rất là đẹp. Tại vì nó mới mà thì dĩ nhiên nó phải còn đẹp. Đó, kẹp ha. Và búng cái lẫy búng ra rất là nhẹ nhàng nha anh em. Không có cái nặng nề. Đây. Thì anh em sẽ tổng quan con này một lần cuối, kìm kẹp chữ C. Đây, kìm kẹp chữ C ha, tổng quan nữa nè. Nước xi nó rất là liền nha anh em. Nó liền một khối. Đây, slotter. Chữ khắc rất là sâu. Con này đời hình như đời 94, đời những năm 90 chín mấy á, made in USA. Thì khi mà lên hình á, cái nét chữ nó hay bị bẹ, thì anh em có thể nhìn ở đây cho rõ ha. Rồi, giá của nó là 1 triệu mốt cho cây kìm này. 1 triệu mốt nha anh em. Rồi, tiếp theo mã số 3. Mã số 3 ở đây thì mình có một cây kìm lấy heo dầu, lấy bít tông heo dầu, nhưng mà nó không dành cho xe máy, nó dành cho một số xe bít tông nó nhỏ ha. Tại vì mình thử trên xe máy thì nó nhỏ, nó cái bít tông của xe thắng đĩa xe máy mình nó lớn, nên là mình không có xài được. Thì nếu mà anh em nào mà chuyên dụng hơn thì anh em có thể xài. Giá là 300.000. Thì cái cây kìm này nó có chiều dài là 22 cm. Và cái đường kính của cái kẹp bít tông này, đường kính của cái kẹp bít tông này là khoảng tầm 16. Thì mình ví dụ cho anh em, ví dụ như anh em cần lấy một cái vật gì đó hình tròn như vậy đi, mình ví dụ. Thì anh em sẽ vô, ví dụ anh em lấy một vật hình tròn thì anh em sẽ kẹp vào đây và anh em bóp nè, nó sẽ giữ. Anh em sẽ lấy cái tròn nó lên, cái trụ bít tông lên ha. Thì cái này nó so với cái xe máy thì nó hơi nhỏ. Nó hơi nhỏ, nó không có phù hợp với xe máy lắm. Có thể là những con heo nhiều bít thì cái bít tông của nó nhỏ. Ở đây là những cái ngàm bấu nè. Cây kìm này có giá là 300. Và khi mà anh em đang giữ cái vòng cái cục bít tông thì anh em có thể vặn ở đây để anh em chỉnh. Nó không có bị bóp ha, nó không có bị rớt cái bít tông. Đó, và anh em giữ ở đây ha. Cái bít tông thì nó vẫn dính vào như vậy thôi. Mình ví dụ cái này đi. Ví dụ cái này. Đó, khi mà anh em bóp vào thì anh em sẽ tăng cái này vào. Khi mà anh em bỏ tay ra nó sẽ không có bị rớt ha. Đó, đây là nó giữ cái bít tông. Mình ví dụ là một cái ống tròn hay một cái gì đó thì anh em sẽ những cái răng cưa này nó sẽ giúp là cái vật đó nó bám. Nha anh em. Những cái vật này nó sẽ bám vào trong cái vách bên trong. Khi những cái đó nó sẽ, nếu nó chất liệu bằng đồng thau hoặc bằng gì thì nó mềm, mà anh em dùng kìm kẹp thì nó sẽ để lại dấu và nó sẽ bị móp. Thì cái cây kìm này nó có công dụng như vậy ha. Giá của nó là 300. Rồi, tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì ở đây mình có một cặp kìm cho anh em làm những việc nhỏ nhỏ nhỏ. Đây là cây kìm của hãng Fujisa và đây là cây kìm của hãng Mary. Một cặp này giá là 450.000 ha. Cây kìm này kìm hãng Fujisa, kìm Mary nè. Thì cây kìm này nó có chiều dài là 18 cm, 19 cm. Thì nó dùng cho anh em cắt mấy dây điện nhỏ nhỏ hoặc là trong góc kẹt á, lưỡi còn rất là đẹp, không có mẹ, không có dăm. Đây, anh em có thể nhìn lưỡi nó ở đây à, rất là đẹp. Đó, không có bị hở nha anh em. Mình bó, nếu mà bóp chặt luôn là rất là kín khít. Và thứ hai là một cây kìm Fujisa, mã dài là 175. Đây là một cây kìm nhỏ. Kìm này là kìm sản xuất ở Nhật. Những cái đời này là đời nội địa nha anh em. Nội địa. Logo này là logo khắc chìm. Khắc chìm No 370 nè. Đó, rất là đẹp
ha, để dành cho anh em mà xài đồ nhỏ 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 thì anh em dùng cái này, đôi khi kìm lớn nó cũng sẽ không có tác dụng gì nhiều. Đây, một cặp này giá là 450.000, gồm một kìm cắt của Mary và một cái cây kìm mỏ nhọn của hãng Fujisa. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 ở đây là một cây kéo cắt tôn giá là 750.000. Cây thì này là mới chưa qua sử dụng nè. Cái cây kéo cắt tôn này thì của hãng ZK C. Thì cái này nó của hãng Mitsubishi và nó mới là chưa sử dụng. Đây, anh em có thể coi ha. Cái lưỡi này là lưỡi xéo để khi mà anh em cắt những cái tấm tôn trên cái bề mặt phẳng, anh cái kéo của anh em nó không có, cái tay của anh em cầm nó sẽ không có bị cạ, không có bị cạ xuống dưới cái mặt thềm. Đó, lưỡi rất là dày, đẹp và bén ngót. Đây, khi mà anh em đi về nè, đó, thì anh em sẽ không có bị tình trạng là vướng tay. Nếu mà anh em sử dụng cái kéo thẳng thì anh em sẽ bị vướng tay. Mitsubishi logo của nó rất là đẹp nha anh em, lưỡi mới tinh chưa qua sử dụng. Thì những cái này thì mình không có test tại vì nó là mới chưa qua sử dụng nên là mình không có test làm gì. Còn anh em muốn cắt cái gì đó thì tùy anh em nha. Kéo này đúng nghĩa nó là cắt tôn. Những cái kéo này anh em vào siêu thị Fujisa, siêu thị Aeon này kia mua đúng đồ Nhật nó rất là mắc nha anh em. Những cái này chỉ có hàng bãi, giá nó chỉ bằng nửa này kia thôi, rất là rẻ. Đó. Rồi, tiếp theo mã số 6. Mã số 6 ở đây thì mình có một con máy mài. Con máy mài nội địa Nhật. Con này là Nitokoki Kohi. Đây, made in Japan. Con này đúng nghĩa made in Japan ha. Điện 100V, công suất là 670W nha anh em. Vòng tua là từ 2.800 cho tới 11.000 vòng trên 1 phút. Đây, là có nghĩa là anh em sẽ điều chỉnh tốc độ ở đây. Con này chỉ bị đứt dây nguồn và mình đã thay dây nguồn khác thôi, còn lại tất cả là nguyên zin, giá là 800. Đầy đủ nắp che nè. Nắp che, nắp này anh em có thể xay tùy. Đó, nắp che và nắp che zin. Ha. Con này là xài đá 100 nha anh em. Đá 100 110 vậy tương đương nhau. Chạy rất là êm. Con này điện 100. Đây, mình sẽ ở cái vòng tua là số 1 ha. Đó, và mình sẽ tăng cái vòng tua nè. Thì khi mà anh em sử dụng cái điều tốc á, để anh em cắt những cái vật liệu á, thì nó sẽ an toàn hơn là việc anh em sử dụng một tua. Những cái máy mài anh em sử dụng một tua thì nó sẽ có nguy hiểm là những cái vật liệu anh em cần cắt như là cắt gạch hoặc là cắt sắt, cắt nhôm, cắt đồng. Thì những cái ví dụ như nó dễ làm bể đá thì anh em có thể điều chỉnh cái tua chậm về số 1, anh em cắt từ từ. Từ từ thì nó cũng đứt rồi. Còn mà nhiều khi cái máy anh em bật lên là nó đã chạy tới 12.000 vòng trên phút, anh em cắt rất là rung tay nha. Tại vì nó bể đá, nó văng, cái đá này nó văng rất là ghê thì anh em biết rồi, khi mà anh em sử dụng cắt. Còn mà đánh bóng hay gì thì nó vẫn cần có một cái tua nhất định, không có nó sẽ bị cháy. Đó, đó cái máy, nhưng mà cái máy không có điều tốc, anh em bật lên một cái là nó mát tua, nó sẽ như vậy luôn nè. Còn những cái này thì anh em có sẽ có điều chỉnh. Sẽ có điều chỉnh. Hiện tại thì mình đang xài một con cắt pin. Con cắt pin này giá nó đâu đó tầm trên 4 triệu xíu. Chưa bao gồm cục pin thì nó cũng có điều tốc. Mình ưu tiên cái điều tốc. Tại bản thân mình thì nó thích an toàn hơn. Ha, con này giá là 800. Rồi, tiếp theo mã số 7. Mã số 7 giá là 800 luôn. Thì ở đây là một cái bộ hàng khò ga. Đây, cái bộ hàng xài ga. Cái bộ này là cây, này là cây lớn nè, và nó bao gồm mũi nè, các mũi hàng chì luôn nha anh em. Kiếm được một bộ đầy đủ đồ như vậy rất là khó. Đó, đây là mũi, con này của Mỹ, hãng Ares. Con này là cái thương hiệu ở Mỹ nhưng mà nó đặt nhà máy sản xuất ở Đài Loan nha anh em. Con này xuất đi Mỹ chứ không bán ở thị trường Việt Nam. Đó, Ares. Đó, con này thì nó là cái khò ga. Đây là chì zin của nó nè. Anh em không xài chì zin thì của nó, anh em thì có thể xài chì khác của anh em. Còn đây là các cái đầu theo bộ của nó nha anh em. Đó, và đây là cái nắp khi mà anh em sử dụng á. Nắp này nắp chịu nhiệt, khi mà anh em sử dụng, anh em muốn an toàn thì anh em đóng cái nắp lại.
đóng cái nắp lại cho nó khỏi đụng tới tay trẻ em hay là con nít nó gây phỏng, hoặc là ngược cả người lớn vô tình cầm vào. Con này cầm rất là chắc tay nha anh em, cực kỳ nóng, nhiệt độ khoảng 500 độ, 450, 500 độ C. Đây mình sẽ bật cho anh em coi. Đâu rồi? Đây để mình kiếm chỗ mình bật coi. Đây. Đó, nó đã nóng rồi. Đó, nó nóng rất là nhanh nha anh em. Nó nóng khoảng tầm 400 đến 500 độ C. Đó. Ui da, để mình đi kiếm cái cọng chì lớn, chì này chì zin của nó thì hơi nhỏ. Và đây là cái chấm hàng. Cái chấm để anh em máy chì á. Đây là chì của nó, chì này thì hơi nhỏ. Ui da, nóng quá. Đây, anh em thấy chì chạy rất là nhanh chưa? Chì chạy là như nước luôn á. Ha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tắt đi. Đó, rất là nóng, nóng rất là nhanh nha. Thì cái này nó sẽ ưu tiên cho những anh em nào mà làm việc trên cao, không có nguồn điện. Những anh em làm thợ điện này kia, cần hàng điện ở trên cao này kia, kéo dây điện nó lằng nhằng, hoặc là những nơi dã chiến không có nguồn điện, không có gì hết đó, thì anh em sẽ sử dụng ga. Và cái này anh em sử dụng, anh em bơm vô được nha anh em. Bơm vô được. Anh em thấy mấy người bán hàng rong á mà đeo cái ấy đó, anh em có thể mua một cái bình ga để xịt vô, hoặc là lên mạng mua thì giá nó tầm khoảng 50-60 gì đó. Thì anh em, cái bình ga bự lắm, nhưng mà nó có cây kim sẵn, anh em chọt vào là anh em bơm cái này luôn ha. Rất là nóng. Anh em không thích xài đầu này, anh em có thể xài cái đầu khác, anh em hàng nhựa hàng gì đó thì tùy. Nhiệt độ của này lên tới 500, có nghĩa là cái mỏ hàng mà điện 300W á, vẫn có nhiều khi 300W á, cái nhiệt độ nó cũng không thể bằng này được nha anh em. Đó, đó là mình nói thật luôn á. Nhiều khi cái nhiệt độ của nó không thể bằng này được, nhưng mà thằng này nó xài ga. Đó, full một bộ đầy đủ, giá là 800 nghe ha. Anh em nào ưng cái bụng thì mua. Rồi, tiếp theo mã số 8. Mã số 8 ở đây thì mình có hai cái hộp, giá là 400. Đây là hai cái hộp. Hai hộp này thì một cái hộp dài nè, hộp này thì có chiều dài là 32, chiều ngang là 13. Chiều ngang là 13 và chiều cao là 19. À, chiều cao là 9, khoảng 9 cm. Thì cái hộp này rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Cái này chẳng qua là mình có tủ mình xài nên mình bán hộp nha anh em. Máy in ra băng. Thì hộp này nó có lợi điểm là nó xách đi được, còn cái tủ của mình không có vác đi được. Bên trong là cực kỳ đẹp. Đây, như mới. Ha, tấm này là zin của nó, anh em về có thể đặt thêm. Rất là đẹp, len keng xà beng. Đó, thì cái hộp này mình bán kèm với cái hộp này luôn. Hộp này thì dành cho anh em đựng đồ nhỏ. Đựng đồ nhỏ. Hộp này thì nó bị xúc cái này rồi, nhưng mà anh em vẫn có thể đựng được bình thường. Đây, anh em gài vào. Đó, đựng. Thì hai cái này mình bán giá là 400 ngàn ha. Cái này thì không có tách ra được, nó gắn chết rồi đây. Đó, còn cái này thì nó xúc một bên, nhưng mà rất là đẹp, tại vì nó là thép đúc. Nó rất là cứng, anh em có thể chia ra được. Để. Thì cái này có chiều dài là 24 nè. 24. Chiều cao là 6 và chiều rộng là 8. Thì mỗi ô của nó là khoảng 8 cm, thì mình bán hai cái này giá là 400. Rồi, tiếp theo cái mã số 9. Mã số 9 ở đây là mình có một cây kìm cắt cộng lực của hãng Fujisa. Made in Japan. Giá là 550 ngàn. Thì cây kìm này có chiều dài là 200mm nha anh em. Đây, và cái hình của cây kìm nó là cây kìm này ha. Đó, anh em có thể nhìn cái hình. Thì cái cây kìm này là cái cây kìm cộng lực. Cái đòn nó rất là to, và cái thiết kế nó rất là lạ, là những cái điểm cắt này nó gần sát về trên này. Thì như khi mà anh em thấy những cái kìm cắt mà cái điểm cắt nó nằm sát lên trên này, thì cái lực cắt nó càng lớn. Và cái này cắt được kẽm 4-5 ly nè, hàm nó mở rất là to như anh em có thể thấy ở đây ha. Lưỡi khích rịch luôn, chưa xài anh em thấy không, không một vết hở. Mình sẽ mở ra hở ra anh em thấy ha. Đó, kìm này là chưa sử dụng. Cái này mình bóp hờ hờ nha, chưa bóp khích nha. Cái này khi mà anh em bóp, gọi là cộng lực, là khi mà anh em cắt những cái đồ lớn á, những cái cọng kẽm lớn á, anh em bóp nó không có bị đau tay,
và anh em dùng lực nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với việc anh em dùng những cái kìm truyền thống. Cây kìm này anh em nhìn không, nguyên phần này là phần tăng lực đòn, cánh tay đòn của nó thiết kế khoa học đó. Đây là cái ngàm chốt để tăng cái lực. Đây là một cây kìm Nhật, còn một cây kìm của Đức cũng thiết kế một dạng như vậy, đăng ký độc quyền cái ngàm của nó thì nó khoảng tầm 1,5 triệu, 1,7 triệu gì đó. Đây ở đây nó hai ngàm nè, kìm này thiết kế rất là độc. Nó dùng để tăng lực nha anh em, tăng lực kìm, kìm cắt tăng lực cộng lực á, trợ lực bằng tay chứ không phải là cái kìm trợ lực kia. Kìm này thì có giá là 550 ngàn, nó nằm trong một cái series kìm của hãng Fujita. Tiếp theo cái mã số 10 ở đây thì mình có giá là 250 nha anh em. Cây này nó rất là nhỏ, nhỏ nó mới hiếm. Cây này thì là một cây kìm mỏ lít răng, chiều dài chỉ có 150 thôi, rất là nhỏ đó, còn rất là đẹp, chưa qua sử dụng, của hãng MCC MKK đó. Cây này còn rất là đẹp, chưa qua sử dụng. Thì cây này có cái chức năng là mở những cái con ốc đó, con này mở được tối đa là khoảng tầm, để mình coi coi, nếu mà mở tối đa, mở tới đây thôi thì nó khoảng tầm là 20, mở được con ốc 20. Thì con này nó anh em sẽ nhét được trong túi nè, nhét được trong túi và nhét được trong cốp xe, nó rất là gọn, chính vì nó gọn nên là nó mắc nha anh em, cực kỳ gọn luôn. Nè, mini, size mini nha, để khi mà anh em có việc gì á, anh em bựa thôi, xài thôi, móc trong túi ra nhìn rất là chuyên nghiệp, giá là 250 ngàn. Tiếp theo mã 11 ở đây thì mình có một hộp mũi 13, giá là 900 là dành cho anh em nào mà mua hết hộp đó nha anh em, còn anh em nào mua lẻ thì 250 ngàn hai cây. Đây thì hai cái mũi này là hai mũi 13 ly zin chưa sử dụng, nó chỉ có một cỡ thôi nha anh em, 13 ly. Đây để mình bóc ra, 13 ly chưa sử dụng nè đó, anh em kẹp vào khoang hay khoang bàn gì cũng được, của hãng Kobeco, 13 ly thép là HSS thép gió. Chiều dài của nó chỉ có tầm chiều dài tổng là 9 cm nha, chiều dài là 9 cm. Thì cái này là mũi lớn chưa xài, chưa qua sử dụng. Anh em nào có nhu cầu xài về mũi khoan thì anh em có thể mua. Một hộp này thì giá nó trung bình ra là có 90 ngàn một mũi, nó rẻ hơn cả hàng tàu. Mà khoan thì chắc chắn nó sẽ ăn sẽ ngọt hơn là hàng tàu rồi. Mã số 11, anh em nào làm ngành cơ khí thì anh em mua. Rồi tiếp theo mã số 12. Mã số 12 ở đây thì mình có thẳng 10, giá là 150 ngàn. Thì ở đây mình có một cái cỡ một là những cái đầu vặn bu lông của hãng Vetsel. Đây lấy cái cây mới nhất đây, Vetsel nè, số là số 13, có một cỡ số 13, hàng chưa qua sử dụng nha anh em. Và cái đầu ngắn này có thể gắn vào được máy Mỹ hoặc là máy Nhật đều được. Đây, bốn cái này thì mình bán là 150 ngàn, của Vetsel của Nhật. Cái này dành cho máy Mỹ như Denwatt hoặc là Milwaukee hoặc là Makita hoặc là Hitachi, Toshiba gì cũng đó được hết á. Nhưng mà bốn cây này nó có một cỡ là số 13, anh em nào có nhu cầu thì mua, giá của nó là 150 ngàn. Rồi tiếp theo cái mã số 13 nè, mã số 13 là một cây mở rộ vang, giá là 300 ngàn nha anh em. Thì cái cây này là cái cây mở rộ vang, anh em nhét cái chai, đóng cái này lên chai rượu vang như vậy, và anh em vặn cái này vào thì nó sẽ chạy vô cái nắp chai rượu nha anh em. Ví dụ như anh em vặn cái này vào thì nó sẽ chạy vào cái nắp chai rượu, tại vì chai rượu thì nó bằng gỗ đó, và anh em bật cái này lên. Thì cái này nó của Germany, của Đức, cái con hàng của Đức rất là hiếm, thường những cái đồ khu rượu vang của Đức với Thụy Sĩ hoặc là Pháp nó rất là hiếm ha. Germany. Cái này là kim, một cái chức năng nữa là cái khui bia nha anh em, khui nắp chai, khui bia đó, anh em có thể cầm anh em khui, tùy anh em cầm vậy anh em khui cũng được, nắp lon, nắp chai gì khui lên luôn. Con này là con hàng Germany, và ở phần cái phần thân chính giữa này thì nó có hít 500, còn những cái phần bên ngoài thì nó không có hít. GA Hetenkett, cái hãng này rất là mắc, hãng này chuyên sản xuất đồ gia đình nè, rất là mắc, giá của nó là 300.
Rồi tiếp theo cái mã số 14. Mã số 14 là một cây chữ T giá 300 của hãng Koken. Cây này còn rất là đẹp. Cây này thì nó là phi phi 10 ly, thép thép phi 10 ly. Cây này cái đầu này là đầu 3/8 nha anh em. 3/8 là 9 ly rưỡi á. 3/8 9 ly rưỡi. Tại vì mình đang để bị âm nè. Mình sẽ về không. Đó, 9 ly rưỡi. Cây này thì nó là anh em sẽ gắn cái đầu tiếp vào và anh em thao tác thôi. Cây này có chiều dài là 28 cm và chiều ngang của cái tay đòn này là 19. Nói chung rất là gọn, anh em xài nó sẽ bền hơn là cái chữ T. Chữ T này nhưng mà anh em thay đầu được liên tục. Anh em sẽ mua những cái đầu tiếp như vậy, hoặc nếu anh em có rồi anh em cứ thế anh em gắn và anh em xài thôi. Mình ví dụ đây là cái số mình ví dụ đây là số 12 thì anh em gắn vào kịch rồi và anh em thao tác. Thì những cái cây T như vậy, những cái đầu tiếp như vậy, cái độ cứng nó cứng hơn rất là nhiều lần so với việc mà anh em mua cái chữ T riêng. Ví dụ như anh em mua T8, 10, 12 thì khi mà anh em vặn một thời gian á, những cái chỗ này nè nó sẽ bị dập. Còn những cái đầu tiếp này thì anh em hư, anh em có thể thay. Bản thân những cái kia nó sẽ rất là khó, nó chỉ tiện thôi, chứ còn mà cứng hơn và làm ít làm bị làm biến dạng ốc thì anh em xài cái con này nó sẽ phù hợp hơn ha. Rồi thì hôm nay clip nó có như vậy thôi, anh em quan tâm gì thì liên hệ mình để đặt ha. Rồi xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở một video tiếp theo.